Dạ em Mai Bắc Bình xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn à. Thì ngày hôm nay em đang có mặt tại huyện Cầu Kè của tỉnh Trà Vinh các bạn anh chị. Thì em được bà con chia sẻ một cái hoàn cảnh là một chị gái là mới ba mấy tuổi thôi các bạn anh chị. Đột ngột qua đời, để lại ba đứa con thơ các bạn anh chị. Đây là đứa con gái út của chị, chị tên chị Lượng. Đây là bản cáo phó của chị đây. Dạ thưa chú chị của mình Quân, thì trước mắt của chú chị đây là bà ngoại với ba đứa con của em Lượng. Có thì cái câu chuyện như hãy cũng đã cùng anh em cũng đã biết được, thì cũng vừa tiến tới gia đình, thì hiện tại thì gia đình cũng đang dọn cái đám tang cho mẹ của ba bé nè. Đó thì cái câu chuyện như thế nào thì hãy mời tất cả cô chú chị mình cùng nghe bà ngoại chia sẻ. Dạ thưa cô, thưa con xin hỏi là cô là mẹ ruột là bà ngoại của mấy đứa hả cô? Dạ bà ngoại. Dạ dạ thì cái sự vụ như thế nào mà mẹ của bé này là em hồi nãy cô nói em thì tên Lượng hả? Dạ Trần Mỹ Lượng. Dạ, Mỹ Lượng bị mất đột ngột, cô có thể chia sẻ không cô? Nó về trên này rồi con nó bị té te quẹt nè, rồi dạ. Cái nó về đây nó ngay về đây rồi nó mấy chủ bảy nó nói thôi con ơi giờ tôi về dưới em cất cái chòi, mẹ cũng cất cái chòi. Dạ. Rồi hai vợ chồng thì thôi nhau rồi. Rồi á hà tảo tần mua bán đặng để nuôi con, bằng dạ. Bán này bán kia nuôi con đặng phụ với tôi gửi đây đặng đi học á. Dạ. Rồi cái mấy về nó cũng muốn bệnh thì mà nó cũng không nói cha mẹ. Dạ. Rồi nó đem thằng này về dưới. Rồi cái ngủ rồi bằng đêm á nó cũng vô rồi nó ngủ còn ngủ chung bụng ngủ mẹ con ngủ. Rồi nó nằm trên cái võng mà mẹ nó con thì nằm dưới giạc vậy nè. Rồi không biết lý do là sao mà bớt đầu thì nó nhức đầu. Nó cũng hơi có bệnh rồi mà nó lướt, nó đang đi bán một tảo tần đó mà nuôi con phụ với cô. Dạ. Rồi á hả, rồi về cái nó cũng biết sao. Rồi cái nó nói thôi đi về dưới đi rồi mơi là chiều chủ nhật đó mẹ đưa con lên trên này đi học, các thứ hai học. Rồi về dưới rồi tối rồi hả ngủ rồi xa chết hồi nào không hay không biết cô không có đó nữa. Yeah. Rồi cái người ta ở dưới đó, thì đi tao cũng đi bán trái cây gì người ta vô thấy không ngủ sao mà chưa thức tao mới vô
vô cái thấy vô cái kêu nó thì nó nằm co cái tay gì dưới giò gác xuống dưới đất vậy đó, rồi nó chết queo lạnh ngắt, cứ ngắt rồi cái con này và bẩm bi mới bò nó la làng. Thì thằng này nó cũng không biết gì, hỏi nó rồi nó nói mẹ con ngủ, để cho mẹ con ngủ, con không dám kêu. Lúc đó là mẹ bé mất là bé nào hả? Bé này nè, vẫn đó. Đi dưới á. Dạ. Cô cho xin hỏi là hiện là trước khi mất là mẹ của ba bé này là ở đâu, mà cô nói ở dưới là ở đâu cô? Là nhà riêng hả? Nó cái chòi ở dưới Định An á, nó đặng nó bán lại ba hận gì bán cái gì tảo tần, bán này bán kia phụ kiếm tiền nuôi con. Dạ. Mình con gái nó đòi biết cái vậy? Nó đòi cái này. Sao có em? Trời ơi. Như vậy là mẹ của bé này là ở dưới là đất nhà ha sao cô? Không, ở đậu người ta. Dạ. Ở đậu. Dưới là làng cá Đại An hả? Ở Định An. Dạ. Ở đậu người ta có cái chòi ở vậy đó. Dạ. Rồi đang đi bán này bán kia tảo tần nuôi mấy đứa con. Dạ. Rồi gửi con ở đây đi học. Vậy là gửi cho con nuôi mấy đứa? Gửi nuôi ba đứa hết. Rồi. Là rồi. Bé lớn nhiêu tuổi con, nhiêu tuổi con? 10. Con 10 tuổi hả? Rồi bé kế nhiêu con? 8 tuổi. 8, rồi bé gái Út? 5. Dạ. Là bây giờ đi học được mấy bé con? Học được có hai đứa này, còn này chưa. Dạ. Con học mẫu giáo ha, mai mốt đi học mẫu giáo ha. Rồi chồng thì thôi. Dạ. Thôi rồi bắt ba con theo mẹ không, ba đứa. Dạ. Rồi giờ về đây gửi mẹ cha mẹ đặng mà nó đi bằng nuôi con, tảo tần nó nuôi phụ cha mẹ. Mà bệnh nó thì muốn bệnh vậy mà không dám là than cha mẹ mà không dám nghỉ. Mà gắng mà cố gắng mà đi thần mà. Dạ cô cho con xin hỏi là trước khi mà mẹ mấy bé nào mà mất đột ngột vậy đó là có cái biểu hiện gì có về nhà này không con? Có bệnh gì trước không? Không có. Như nó về cũng như nó nhức đầu. Dạ. Nó nhức đầu rồi nó kêu con nói thằng này nè cạo gió. Rồi thằng này nó cái tay nó như không có tay, nó ngay chỗ này nhức quá, con cạo không được, ngoại dùm cạo đi, mà tay chân cô thì nó tê hết trơn, cô cầm đằng xuống có dính cô cạo. Con nói kiểu như là trước đó là chị trong mình chị là vẫn khỏe chứ không khỏe, có bệnh tật, không có giờ không có gì hết. Rồi cái nó kêu cạo, cái nó cạo tay ngoại vậy xong ngoại cạo được con cạo cho mẹ đi. Rồi cái nó vô rồi mẹ nó nói thôi hả gì không biết nữa, vô trong này thì mẹ nó không có cạo. Rồi cái đi chùa nó cũng đi chùa về, cái nó tới trưa 1-2 giờ nó mới chở thằng này về dưới đó với trời nó. Dạ. Chở đặng sáng thứ hai đặng đưa coi chiều thứ bảy chủ nhật là đưa thằng này về đặng thứ hai đi học. Dạ. Thì tối lại chết tới người ta hay là tới kêu là 11-12 giờ 11 giờ rồi. Dạ, tới chị, hay như là chị mất ở nhà dưới rồi sau đó cô mới đem về đây. Dạ mất ở dưới. Rồi trong lúc mà làm dọn đám cho mẹ của mấy bé này là gia đình mình chạy chọt tiền hay sao cô? Chạy tiền chứ đâu có tiền có bạc gì đâu. Dạ. Hai vợ chồng già vậy đi rồi làm cô. Dạ. Bệnh tim nữa có mần gì ra tiền đồng bạc nào đi nằm viện hoài á. Dạ. Rồi nhà nước cho được cái hộ nghèo đó rồi thì đi có bệnh viện đi không có tốn tiền đỡ. Dạ. Vậy thôi chứ có mần gì ra tiền đâu. Là ông ngoại nè ha. Con. Ông ngoại á. Dạ, ông ngoại ngồi gần đó luôn cô. Ở đây nè. Tội như đứa bé quá cô chú chị, thì giờ mẹ mất rồi, cha thì đã ly hôn rồi. Ừ. Còn lại là ba đứa con đó. Dạ, ông ngoại cũng bệnh đâu có làm gì được đâu, đi rồi lững thững. Dạ. Rồi nhà mình ở đây có ruộng vườn gì không con? Dạ không, có nhiêu đây, khung vòng cái này có nhiêu đây. Rồi vậy rồi sau này mẹ của bé mất thì sao mà con với chú nuôi nổi ba đứa này? Thì tới đâu hay đó, chừng nào mà cô chăm tuổi già thì nó về cha gì mẹ gì sao nó đi chứ bà biết làm sao giờ. Cha bé. Tôi cũng biết làm sao nữa. Đó, tội của chúng chị ơi, bà ngoại rơi nước mắt rồi. Không biết làm sao để mà nuôi ba đứa cháu này, giờ sống ngày nào nuôi ngày nấy được biết làm sao giờ. Dạ. Ba bé thì cũng không có nuôi bé được nữa. Đó giờ mẹ mất rồi. Cái cha nó thì cũng đó. Bị tai nạn gãy giò tấn thương sọ não, lấy sọ ra nuôi rồi gáp sọ lợi mới đây. Dạ. Cũng vậy thôi chứ thấy cũng có tiền bạc gì để nuôi cho tụi này được. Dạ. Và hồi trước kia là khi mà hai chồng ly hôn là bên đây là mẹ của mấy bé này là bắt nuôi ba đứa hết. À, nó theo mẹ nó thấy hoàng cha nó vậy rồi á hả, đâu có điều kiện nào để nuôi con. Dạ.
rồi nó theo mẹ nó không, nó không chịu theo cha. Rồi giờ mẹ mà làm mẹ thì phải bình bọc bảo bọc con khác, rồi giờ thì bà ngoại gửi bà ngoại nuôi, đi mằng tảo tần lắm mà để nuôi phụ với bà ngoại. Em mà xảy ra bệnh mà không dám than, để xảy ra chuyện gì không biết làm sao giờ. Tội quá cô chú chị ơi, thì bà cũng phải lo dọn đám để mà lo cho con của mình. Người chị em cho mọi người chút chút làm đi rồi sớm ta cho mượn tiền. Hôm qua là ngày hôm qua nay là mình dọn đám hay có bà con đầu lại đến chia buồn nhiều không cô? Cũng chồng họ không à, chứ không có ai, chưa có ai lại sớm lại nhiêu. Dạ. Hồi nãy được mấy người đàn cá lại với lại nang lên. Dạ. Ông ngoại ông hiền á, ít nói chuyện quá. Ông bệnh nữa rồi ông lừng khừng lắm, ông bệnh giờ không biết gì hết. Con hôm nay con học lớp mấy rồi con trai? Lớp 5. Lớp 5 hả? Dạ. À, con học gần đây không? Tới trong chợ Bến Dừa. Dạ, vậy là phải đi vô đó bằng đi bằng phương tiện xe đạp hả con? Xe đạp á, chở em nó đi. Xe đạp, có khi thằng nhỏ nó đạp hơn bởi xe mới đụng. Là hai anh em là bắt đầu là đi một chiếc xe đạp một à? Ừ. Là ta trả lời con, trả lời con. Con học khá giỏi không? Ừ. Mẹ là mà lúc trước là con ở đây là mẹ lâu lâu cũng cho tiền con đi học hả sao? Đó bà ngoại lo. Mẹ cũng gửi tháng, mẹ cũng gửi tiền. Chưa. Mẹ rơi nước mắt của chị quá tội luôn. Thì từ đây sao mẹ không có còn thì con cố gắng ở với bà ngoại cho ngoan nghe. Bà ngoại lo tụi con đi học nghe. Dạ. Dạ chứ không ngồi gì. Ngoại ơi con đi đâu hết trơn á, ngoại ở với ngoại, con đi đâu hết trơn ngoại ơi, con ở với ngoại, con đi đâu hết trơn á. Là hai ba đứa này nói gì hả cô? Dạ. Hai thằng này ôm hai bên, ngoại ơi con đi đâu ngoại ơi, con ở với ngoại à. Có gì con ăn nấy, con có đi đâu ngoại ơi. Quá tội cái gì à. Thì cái trách nhiệm nặng nề sau này cho gia đình là ông bà ngoại lớn tuổi rồi mà phải là lo ba đứa bé này nữa. Có thì cô chú chị biết khi mà học sinh bây giờ mỗi một đứa đi vô học tụ trường là đóng cũng bạc triệu không cô chú chị. Đó thì giờ mẹ của bé đã mất rồi thì còn lại ba bé này. Đó thì ông bà ngoại thì cũng đã sức khỏe cũng kém rồi. Nó không có ruộng vườn nữa, bây giờ phải lo ba đứa cháu ngoại mồ côi của mình. Nó rất là đau lòng của chú chị. Ông ngoại rớt cái mắt, ngoại khóc nữa chú chị. Ông luôn thường ngồi ngoại, mẹ má mày ơi sao mà con mình chết vậy, sao nó chết vậy má mày. Dạ. Ngoại hỏi gì hả con? Ông hỏi gì, ông hỏi sao mà con mình chết vậy má mày, sao nói gì bây giờ, bị sao vậy mẹ mày, má mày. Tên nó bệnh nó chết chứ sao. Rồi khi ông thức tới sáng cũng ngủ cũng khóc, không ngồi trước khóc. Dạ. Cô chú hôm nay cũng sáu mấy tuổi hả cô? Sáu mấy, từ 65 rồi ổng 66. Dạ. Mà bệnh không có mần cái gì hết trơn. Dạ. Rồi hàng gương này là mình nhắc tiền nhiều thì không cô? Cái này hôm qua thằng con đi nghe em nói vậy rồi nó đi nhắc giờ đó mà chưa có tính tiền, không biết bao nhiêu, tôi cũng không có hỏi tới được cái gì. Dạ. Nhắc hàng rồi tôi lo tôi xỉu không, tôi không có được hỏi gì, không có hỏi gì hết trơn. Sáng giờ uống thuốc vô mới đỡ rồi đi tới đi lui vậy đó. Dạ. Rồi khi nào là mấy đưa mẹ mấy bé này ăn dạ. Sáng không? À, 1 giờ ngày mai. Dạ. Ăn táng là ở đất nhà luôn hay gì? Đất nhà chôn kế bên đó, đất đó, ông có nhiêu đó, từ đó qua đây đó, có gì trơn. Thành nhà không vậy à?
Nhà này, nhà của chị đang nằm đó là nhà của ngoại luôn hả? Nhà của cậu hai. Nhà của ngoại bên đây nè, chính giữa nè. Nhà ngoại bên đây nè. Ngoại bên đây thôi. Nhà bên kia thì cũng vị nhỏ gái. Nhà cái nhà lá giữa đây là nhà của bà ngoại. Bà ngoại. Ủa vậy cái cửa là xây lại dây hồi đó sao? Dây đằng trước cái lộ đan đó, rồi giờ ta đắp đê đây thì chịu vậy luôn, có tiền sửa lại để vậy luôn. Ba căn nhà nhưng mà hai hướng cửa khác nhau. Bị của tôi chính giữa đó, rồi hai đứa con hai bên vậy. Rồi cũng nghèo không có đứa nào có tiền á. Nhà con hai cũng trống quơ trống quét, cũng không có cái gì để cho nó. Tội bây giờ con bé giờ nó khóc không nhớ mẹ gì quá. Ôi con ơi. Em đi. Đi qua ngồi đó đi con qua đó ngồi đi, cho kế ngoại. Kế bà ngoại không chịu đi. Con nè, con qua đây nè, con qua đây ngồi nè, nè qua đây ngồi ngoài. Qua đây ngồi ngoài nè. Rồi đó cho anh hai ngồi đi qua bển đi, qua con qua đó đi. Đứng nhất tới bàn thôi. Nhất. Vậy là mình xây mã đá luôn hả cô? Dạ. Dạ. Rồi giờ là ba đứa bé này bắt đầu là từ đây về sau là cô phải gánh nặng cho ba đứa này. Tạo điều kiện sao cho bé này năm nay đi học mẫu giáo chứ để. Rồi có đụng cái bàn. Rồi cô thì không biết chạy xe đạp nữa. Anh nó thì chở thằng này. Rồi giờ đó, hả không có điều kiện để mà đưa đi nữa. Rồi nó thôi để nó lớn ngập luôn nó giấu. Mà sao đi 6 tuổi đi hay gì đó không biết nữa, nó để cậu hai nữa. Năm tới 6 tuổi nữa là bé này là phải vô lớp 1 đi. Giờ nữa. Đâu có đâu có điều kiện đưa đó. Cô cho hỏi là cái lúc mà chị còn sống á, chị đi làm ở dưới Định An vậy là cô có biết là thu nhập hàng ngày của chị là khoảng bao nhiêu tiền không cô? Trời ơi, không có nhiều đâu. Mà em bán bữa ê bữa được bữa không á. Chứ như là chị lấy hàng của người ta về bán lại để kiếm lời. Bán lại kiếm lời, chứ không phải mà gì chứ. Chủ yếu là chị là bán cá, bán tép rồi. Mà bán trái cây đồ, bán này bán kia, bán đủ thứ gì cũng bán được hết. Đủ gì bán nấy, đủ gì bán nấy, có tiền bán để nuôi con. Nhưng mà chị lấy chị ngồi sạp chị bán hay là chạy xe đi đây đi đó bán? Ngồi chỗ vậy nè rồi hết bưng đi vòng vòng vậy đó. Cũng như là chị ngồi ở ngoài lộ, chợ, ngoài chợ thôi, chứ không có sạp. Không có sạp gì hết. Đúng cho kỳ cục quá mọi ơi. Ngồi đàng hoàng đi gần ngoại làm cho. Chung là một mình ngồi đỡ mà. Đừng có đụng cái bàn, trời ơi đừng có chọc nó giùm tao cái đi. Mày đúng nhẽo chứng giờ đột ngột á, mày đúng nhẽo mà đột ngột luôn á. Để mà nước để kiếm tiền luôn con. Thì không ngờ chị có ngày đi đột ngột như vậy. Ngờ đi đột ngột vậy thiệt. Như là mình chơi sinh gặp cô gì nói bệnh gì đâu. Dạ. Con nói bệnh gì hết á. Nó nói bệnh chứ. Nó nói bệnh đâu. Tức đột ngột luôn, ngủ giấc chiều còn nói chuyện nhạc đồ này kia chơi người ta nói còn nói chuyện đồ mà theo con nghĩ có thể là chị có bệnh mà chị cũng không cho gia đình biết, cũng như là vì con vì cái mình gán mặn để nuôi, nuôi đó. Con mình nước mà ra để nước mình... nước dạ. Thôi không dám sang với cha mẹ. Dạ đúng rồi, nhiều khi có người bất ngờ ra đi đột ngột như vậy. Bởi vì tôi thân rồi. Cháu đã tội chú chị ơi. Thì nói gì nói nhưng mà cô với chú cũng gắng mà bình tĩnh lại để giữ gìn sức khỏe, đừng để lo cho ba đứa cháu nữa. Mấy mấy đứa cháu nó nói cô Tư ơi, cô bệnh tim mà cô làm bệnh vậy cô ấy cô mà có gì ai nuôi mấy đứa này còn khổ dữ nữa, mua thuốc cậu uống. Có gì bé vừa ăn này kia, bé vừa đi này kia ăn nó tôi nói vừa chết á,
Thầy dừa em biết bẻ dừa đó, dừa dài dài trả dứt. Thấy cái dừa gì bẻ nó uống đồ này kia đó. Thì con mà hỏi nó cái gì nữa đó. Con cái gì lâu lâu dân mà thì chở thằng này đi nè. Bỏ nhau ốc lại, nhỏ gái lại nè. Rồi đợi cha mình đi. Vì hồi nó chết cái gì hết nước mình rồi bẻ nó. Cái bữa mà mẹ của bé này mất là có đứa nào ở dưới không cô? Có thằng này không à? Ồ vậy là bé đó ở dưới với mẹ hả? Rồi lúc mẹ mất là bé không hay ho gì không hết cô? Không biết gì hết trơn á. Nó nói mẹ nó ngủ không à? Dạ. Nó không dám kêu, hỏi sao không nói, không kêu, nó nói để mẹ ngủ con kêu. Dạ, rồi ai là người phát hiện cô, hàng xóm hay sao cô? Mợ dâu của nó, mợ á, mợ nó ở kế bên. Dạ. Rồi mỗi bữa sao mà nó sơ thức cũng ấy mà sao mà bữa nó đi bán, cũng đi bán trái cây nữa. Dạ. Rồi nó về nó đi hái bông chua đũa đặng nó nấu canh chua. Rồi cái nó đi sao mà thấy không thấy đâu, cái cửa không mở. Dạ. Nó mới chen cửa sau nó vô. Nó vô có thấy, vô thấy nằm cái tay vậy nè, cái nó mới nắm cái tay giật giật nè. Nó thấy nó nắm lại lạnh ngắt lạnh ngơ, cứ ngắt nó mới quảng hồn nó bò càng ra nó la làng. Dạ. Nó la làng rồi tóc tóa quạ lên á. Rồi ta báo công an rồi đỡ lợi đó. Dạ. Vậy là lúc chị mất là chị nằm trên võng. Trên võng. À, cũng như đang nằm võng ngủ mà. À, rồi nằm võng. Mà em con nghĩ là khi phát hiện là 12 giờ trưa. 12 giờ, 11 giờ mấy gần 12 giờ. À, tôi cũng nghĩ là mình nghĩ là có thể là chị mất rất là sớm. Chắc mất buổi tối quá cô. Không biết nó mất các cỡ độ là sẵn độ nói đó là mất cỡ 2 giờ mấy. Khuya ha, 2 giờ mấy khuya. Tại mình lúc cũng ví dụ mà mình đang nằm võng, mình đưa võng thì có đột ngột. Đợi luôn. 2 giờ mấy khuya. Chứ thông thường là mình có thể là chị leo dạng cũng bình thường thì leo giờ khuya là mình có leo dạng mình nằm rồi. Con nghĩ là trước khi mà em gái này xuống võng, con nghĩ là chắc cũng khó chịu trong mình hay sao á. Không biết. Bệnh phát làm sao đó, bắt đầu mới nhảy xuống võng nằm. Rồi bắt đầu mới đi luôn. Tay thì giày cái giò thì dưới trên thì dưới gắm dưới giạc thì Là lúc đó mẹ nằm đó là con ở đâu con trai? Con nằm gần không? Nó cũng nằm kế bên đó mà nó nằm coi điện thoại. Mẹ nó cái điện thoại mẹ nó nằm cái tay gì cái điện thoại mẹ nó muốn rớt á. Rồi nó mới lấy cái điện thoại mẹ nó xuống đó nó nằm luôn. Nó nằm nó coi tới 11 giờ luôn á, nó không quá mưa. Mưa quá. Thằng này nó không biết nè. Con đại con kia nói được. Mưa tới quá mưa rồi. Hôm qua nay mưa nhiều không cô? Hôm qua nay đây á? Mưa dữ lắm. Dạ. Thôi sáng giờ hơi tạnh nó chút được nắng chút xíu chứ mưa quá trời mưa. Trước ngày mà em gái này mất cái này về đây được mấy ngày cô mới về dưới mất? Có bữa con nó bị đụng xe này. Mẹ 38 tuổi. Cùng. Mẹ 38 tuổi á. Mẹ dữ mà. Mấy đứa nhỏ về đây chơi rồi ngày hôm qua là chị về đây chỉ rước về dưới ở đây không hay không có điện gì bị mất rồi đâu rất ngay đại đi rất ngay đại đi trời ơi khẩu quần lái gì đó ông ngoại cũng hiền mà nói chuyện rất là nhỏ mưa quá mưa giờ thôi về. Cô ơi, bây giờ tụi con cũng biết được cái hoàn cảnh gia đình mình vậy đó. Dạ. Yeah. Thì tụi con cũng xuống dưới đây, trước nhất là anh em con xin chia buồn với gia đình. Dạ. Yeah. Đó, sau đó là cũng chúc cho cô với chú được nhiều sức khỏe để mà lo cho mẹ của bé tới nơi ăn nghỉ cuối cùng được tốt đẹp. Dạ. Yeah. Đó thì cô chú cũng cố gắng là giữ gìn sức khỏe. Dạ. Yeah. Dạ. Cảm ơn quý chú. Dạ thì hôm nay con xuống đây trước tiên thì con cũng xin gửi để cho gia đình một ít tiền như là để lo cái hậu sự như là mua trà lá đâu.
để cho mấy bà con nào tới để mà chia buồn gia đình mình. Dạ. Dạ con xin gửi cô 1 triệu. Dạ. Dạ 1 triệu. 1 triệu này là của chị Hương Nguyễn ở Mỹ á cô. Dạ. Dạ. Cô cảm ơn chị Hương Nguyễn ở Mỹ á. Dạ, cảm ơn chị Hương Nguyễn. Dạ. Ở Mỹ cảm ơn nhiều. Dạ. Đó thì khi mà tụi con chia sẻ cái video clip này lên á, dạ, dù cô chú mà có hỗ trợ giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình mình á, dạ, thì tụi con sẽ đón nhận như là để cùng với gia đình mà lo cái tang sự cho mẹ của ba bé. Dạ. Dạ. Thì cô cũng như là gia đình cũng đồng ý để cho tụi con đăng cái video clip này lên mạng cộng đồng hết con. Dạ. Để cho nhiều người cùng biết được cái hoàn cảnh gia đình mình trong lúc ngặt khó khăn như thế này. Dạ. Dạ thì con chúc cô với chú được nhiều sức khỏe. Mấy dạ, con cũng gán nha con. Dạ. Gán niệm Phật đầu lại mẹ đầu tụng kinh đầu cho mẹ đi an nhàn nha con. Dạ. Rất là tội của chú chị thì có bé lớn thôi, thì bé lớn đây thì bé cũng đã có sự hiểu biết rồi. Bé 10 tuổi rồi. Còn bé gái nhỏ thì vô tư rồi, bé trai này cũng chưa biết gì của chú chị. Đó thì thành ra trong lúc ghi hình thì bé gái cũng vô tư lắm. Tôi thấy cũng rất là tội nghiệp cho ba bé đó. Bây giờ thì anh hai lớn đây, anh hai cũng 10 tuổi rồi, anh hai cũng đã biết rồi đó. Thì con cũng cố gắng mai mốt chở em đi học đồ nghe, phụ ông bà nghe. Nói tới chú khóc nữa cô chú chị ơi, ông ngoại khóc, ông ngoại chỉ biết khóc thôi, ngoại nói chuyện không có được nhiều, rất là tội của chú chị. Quá tội nghiệp của chú chị ơi. Thì giờ hãy anh em biết được cái câu chuyện, cái hoàn cảnh này xuống thì chỉ chia sẻ lên thôi. Thì trước tiên thì em cũng xin chích một chị Hương Nguyễn, chị gửi cho em đó, thì em sẽ gửi cho gia đình để mà gia đình trong lúc tang sự này để mà có tiền để mà mua trà lá rồi cho bà con lối xóm tới đây để chia buồn gia đình. Mày em gái tính tính giúp gia đình cái này anh trên YouTube ai tới để chia sẻ của chú chị. Cảm ơn con. Cô Tư cảm ơn con. Hàng tháng không để chị khéo con gửi phụ mua cho. Dạ. Chứ giờ tới đây cũng muộn màng quá, giờ con cũng không nói gì nữa. Con muốn biết sao luôn. Anh ơi. Em gái cũng bà con gặp đây em. Con vừa bà con mà là vừa bạn luôn á. Ừ. Em gái rất mắc luôn rồi chú chị ơi. Gái rất nước mắt ngàn lời không nói nên lời luôn. Thì cái hoàn cảnh cái câu chuyện này của chú chị thấy là rất là đau lòng luôn. Ông bà ngoại chỉ biết khóc rồi, giờ đứa nhỏ và đứa nhỏ sau này là phải gánh nặng cho gia đình rất là nhiều. Bà ngoại chỉ biết khóc, rất là tội của chú chị. Đó thì đây là cái không gian cũng như là cái quà của nước ta 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 nước